Chương trình tác giả và tác phẩm của hệ thống truyền thông Việt Nam Hải ngoại phát thanh từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn do Huy Tâm tổng hợp, biên soạn và thực hiện. Xin gửi lời chào tái ngộ đến toàn thể quý vị thính giả khắp nơi. Hãy lắng nghe bao lời đau của đất. Đồng bào ơi, hãy lắng nghe bao lời đau của nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang ác gian đồ lương, đang âm thầm bán nước. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng chờ chi, phải tự mình hôm nay giữ nước, giữ đất nước cha ông ta hy sinh ngàn năm trước. Hãy quét hết quân gian tham đang phá dần đất nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang ta gây bạo loạn muôn dân hờn dên xiết. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, hãy một lần nghe hồn tiếng sông núi. Hãy đứng lên hôm nay thế giới rồi sẽ thấy. Hãy nói với quân thù này rằng là không còn đây. Đồng bào ơi, hãy đứng lên đáp lời đau của đất. Đồng bào ơi, hãy đứng lên đáp lời đau của nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang ác gian vô lương, buôn dân và bán nước. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, phải tự mình hôm nay giữ nước, giữ đất nước cha ông ta hy sinh ngàn năm trước. Hãy quét hết quân gian tham đang phá dần đất nước. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục, đang đã gây bao hoàn kiên muôn dân hờn dên xiết. Hãy đứng lên đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ chi, hãy một lần nghe hồn tiếng sông núi. Hãy đứng lên hôm nay thế
dưới rồi sẽ thấy. Hãy nói với quân phù này, lòng là không còn đây. Đất nước ta hôm nay, đang bên bờ vòng đang bên bờ vòng đang ra gây bào hoang, đang ra gây bào hoang. Quân dân hiền đến phía thân hơn đến tiên. Hãy đứng lên, đồng bào ơi, hãy đứng lên, ta đừng sợ đi. Hãy một lần nghe hồ tiếng sông núi. Hãy đứng lên hôm nay, thế giới rồi sẽ thấy. Hãy nói với quân thù này, dòng là không còn đây. Hãy nói với quân thù này, dòng là không còn đây. Dòng là không còn đây. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Hãy đứng lên, đồng bào ơi, nhạc và lời của Nguyễn Văn Thành do chính tác giả trình bày. Đất nước ta hôm nay đang bên bờ vong nhục. Hãy đứng lên, đồng bào ơi, hãy một lần nghe hồn thiêng sông núi. Thưa quý vị, những ca từ như một lời hiệu triệu trước thảm họa Bắc thuộc đang dần dần trở thành hiện thực với sự tiếp tay của bạo quyền nhu nhược cùng những oan khuất mà đồng bào trong nước đang phải gánh chịu là nỗi đau của tất cả những ai còn một chút lưu tâm đến vận mệnh dân tộc. Thưa quý vị, đây là một trong 115 ca khúc đấu tranh do chính Nguyễn Văn Thành viết lời, chưa kể 121 nhạc phẩm khác được phổ thơ của thi nhân trên khắp thế giới. Những nhạc phẩm này đều được lưu trữ tại trang nhà dancuca.org. Có một điểm khá đặc biệt là tất cả những ca khúc do Nguyễn Văn Thành viết nhạc, đặt lời, hay những bài phổ thơ, thậm chí đến những nhạc phẩm của các thi ca nhạc sĩ khác mà Nguyễn Văn Thành làm hòa âm và hát đều có chung một nội dung, đó là hướng về quê hương dân tộc, một quê hương Việt Nam độc lập và một dân tộc Việt Nam hoàn toàn tự do, phi cộng sản. Vậy Nguyễn Văn Thành là ai mà có một sức sáng tác dồi dào, một tinh thần quả cảm như vậy khi đối diện với những thảm cảnh do bên thắng cuộc gây ra cho non sông đất nước? Trước khi tìm hiểu thêm về tác giả, chúng ta hãy nghe anh hát với đồng bào. Như hồn tiếng bao la của núi sông 1000 năm qua, đang nghe đây hôm nay giữa chúng ta trong hàng câu ca. Hãy nhìn chung quanh đây để thấy yêu tổ quốc đất đa, ta để thấy thêm tình đồng bào bao la. Cho dù bao gian nan chẳng bước chân người dân Nam, cho dù bao đau thương có khát chia rồi về quê hương, dân tộc ơi vươn vai hãy bước đi những bước thật dài, vượt lên đau buồn về tương lai. Ta còn đây đôi tay nắm chắc nhau như thành không lay, ta còn đây đôi chân đứng thẳng lên như tường không nghiêng. Chỉ bằng bên nhau thôi, sức chúng ta là sức tuyệt vời, đập tan hết điên cuồng kẻ thù đáng người. Sông 1000 năm qua đang về đây hôm nay giữa chúng ta trong ngàn câu ca.
hãy đi chung quanh đây để thấy yêu tổ quốc đậm đà, ta đi thấy tên tình đồng bào bao la. Cho dù bao gian nan chẳng bước chân người dân Nam, cho dù bao đau thương có khác chia lối về quê hương, dân tộc ơi vươn vai hãy bước đi những bước thật dài, vượt lên những đau buồn nhìn về tương lai. Ta còn thấy đôi tay nắm chặt nhau những thành không lay, ta còn thấy đôi chân đứng thẳng lên những tường không yên, chỉ bằng bên nhau thôi sức chúng ta đã sức tuyệt vời, độc ta nên yên cuồng kẻ thù đã nuôi. Dân tộc ơi vươn vai hãy bước đi những bước thật dài, vượt lên những đau buồn nhìn về tương lai. Những lời ca như xoáy vào lòng người, khoét sâu vào vết thương chưa bao giờ khép miệng của những người đã một thời hy sinh tuổi thanh xuân, đem sức chai hiến dâng non sông đất nước. Thưa quý vị, Nguyễn Văn Thành cũng là tên thật của một người còn khá trẻ sinh quán tại Thanh Bồ, Đà Nẵng. Dù chưa từng một lần cầm súng để gìn giữ thôn làng, xóm ấp, đất Quảng Nam, Đà Nẵng nơi anh sinh ra, nhưng thân phụ của Nguyễn Văn Thành là một cựu đại úy phục vụ trong binh chủng truyền tin quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông cũng đã cống hiến một phần tuổi trẻ cho quê hương. Có lẽ được thừa hưởng huyết thống hào hùng của cha, cũng như bản chất kiên cường của vùng đất Ngũ Phục, Tề Phi, nên sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Nguyễn Văn Thành sớm nhận biết bộ mặt gian manh, quỷ quyệt của những người mang danh giải phóng, nên đã giã từ giảng đường Đại học Khoa học để tự bươn trải mưu sinh và tìm lộ trình vượt thoát khỏi thiên đường hư ảo. Trong đời người hình như vẫn loanh quanh phận mình, khi khu phố không còn người, chỉ còn dằn vặt một cơn đau, lựa chọn từ đầu hoặc kết thúc. Đất nước có biết bao cuộc đời từng cơn bão qua đói khát tình, bao nước mắt sao thỏa lòng, nhìn về mai sau, nghĩ về quá khứ, để thấy khát khao một nhiệm màu. Cuồng điên ngày xưa vẫn chưa nguôi, niềm đau ngày nay đã lên đầy, cơn sóng dữ đã cuốn theo đời em, nơi quê hương hay trên đất khách, lời kính dường như đã im hơi, hồn em nhẹ tênh cuối chân trời, em yêu hỡi hay đến nơi bình yên, nơi vô vi sẽ hết bao. Bước em nhỏ bé theo đoàn người, em vẫn tin yêu nụ cười, em nghe nói bao lần rồi, những gì ta
tàn bạo sẽ qua đi. Đời rồi sẽ đẹp dù sóng gió. Tôi sẽ tin với em vào tình người, dù đôi lúc trong tôi mệt mỏi, bao nhiêu oan trái như lặp lại, lục tìm sau lưng, nhìn về phía trước, chỉ thấy mưa bay lạnh lùng. Sáng ra ta còn tôi sẽ tin với em vào tình người, dù đôi lúc trong tôi mệt mỏi, bao nhiêu oan trái như lặp lại, lục tìm sau lưng, nhìn về phía trước, chỉ thấy mưa bay lạnh lùng. Quý vị vừa thưởng thức ca khúc Chỉ Thấy Mưa Bay. Mới nghe qua cái tựa đề, người ta dễ dàng lầm tưởng đó là một bài tình ca, hay chí ít cũng là một nhạc phẩm lãng mạn, nói về những suy tư của thi nhân, như một nhà thơ đã tự vịnh. Thi nhân là kẻ bạn cùng gió, đi trên mây, uống rượu với trăng. Nhưng sau khi nghe Nguyễn Văn Thành hát, chúng ta thấy đó đúng là một bài tình ca, mà là một thứ tình ca mang đầy chất nhân bản của con người đối với con người. Tình đồng loại, tình đồng hương dành cho nhau trong mỗi giây thiêng liêng để Nguyễn Văn Thành viết ra những lời ca ray rứt lòng người ấy. Cuộc chiến ngày xưa vẫn chưa nguôi, niềm đau ngày nay đã lên đầy, nhìn về phía trước, chỉ thấy mưa bay lạnh lùng. Kiên nhẫn phải có, đường ta đi là đường nhiều gió, cho nên tự lừa rất khó, cho dù đưa đầy nồi trôi, phải giữ lửa mà đi tới thôi, phải giữ lửa mà đi tới thôi.
sức mạnh chính là dân tôi, sức mạnh chính là dân tôi, vẫn chờ người đi bên đó, mặc ai dòng chơi kiểu cỏ, lừa đuộc này không qua đuộc nọ. Sức mạnh chính là dân tôi, sức mạnh chính là dân tôi, thuốc thiêng xin đừng ruồng bỏ, chuyện nhau trên đường xa xôi, đừng để lửa tắt, đừng để lửa tắt, hỡi anh em ơi. Đường ta đi là đường ngược gió, quanh co bên lờ bên vui, đại sự thành từ việc nhỏ, đi lên lớp lớp xong rồi. Đường ta đi là đường nhiều gió, nắm tay xin đừng ruồng bỏ, cho dù đưa đầy nổi trôi, lửa chính nghĩa phải đi tới thôi, lửa chính nghĩa phải đi tới thôi. Sức mạnh chính là dân tôi, sức mạnh chính là dân tôi, vẫn chờ người đi bên đó, mặc ai dòng chơi kiểu cỏ, lừa đuộc này không qua đuộc nọ. Sức mạnh chính là dân tôi, sức mạnh chính là dân tôi, thuốc thiêng xin đừng ruồng bỏ, chuyện nhau trên đường xa xôi, đừng để lửa tắt, đừng để lửa tắt, hỡi anh em ơi, hỡi anh em ơi. Sức mạnh chính là dân tôi, sức mạnh chính là dân tôi, thuốc thiêng xin đừng ruồng bỏ, chuyện nhau trên đường xa xôi, đừng để lửa tắt, đừng để lửa tắt, hỡi anh em ơi. Sức mạnh chính là dân tôi, sức mạnh chính là dân tôi. Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát của Nguyễn Văn Thành với ca khúc Giữ Lửa Anh Em Ơi, được phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ nữ Ý Nga. Ý Nga là một tên tuổi không xa lạ gì với những người thường xuyên theo dõi các sinh hoạt văn học nghệ thuật và nhất là các hướng đạo sinh. Chị chẳng những là một nhà thơ đầy nhiệt huyết mà còn là một trưởng hướng đạo năng nổ, hướng dẫn các em lớp trẻ tinh thần tương thân tương ái, yêu thương quê hương dân tộc và nhất là tự tin trước cuộc sống. Bây giờ chúng ta trở lại với hành trình của người nhạc sĩ đầy tâm huyết này. Cuối năm 1979, các em trai của Nguyễn Văn Thành đã đến tuổi phải thi hành cái gọi là nghĩa vụ quân sự. Không để cho các em phải đi vào con đường phục vụ một chế độ độc tài gian dối, Nguyễn Văn Thành lúc ấy mới ngoài 20 tuổi, đã dắt theo hai người em trai xuống tàu đi tìm tự do, và đã đến được Phurabidong, Mã Lai. Có một niềm hãnh diện không nhỏ đối với Nguyễn Văn Thành là một trong hai cậu thanh niên trẻ tuổi ngày ấy theo anh lênh đênh trên biển cả đi tìm đất hứa, thì nay đã là một vị trung tá phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Thả giáo ý à, thả dương lượn
diêu đi nga lượn em, thuyền đâu một bên một bờ, cắm sao đợi mưa kia bao giờ cho trong. Thả dòng đi à thả diêu, thả liêu đi à thả lồng, thả mưa thả mộng ngoài đường, vàng sao trái ngang đi à lại thường. Lại thương bỏ không thả giống ý à thả rêu ý à lêu bêu khắp chợ ý à chợ phường chợ phố xôn xao chợ thành chợ đêm ra vào tay không thả giống ý à thả rêu ý a lại chiều cô độc, ý a vừa nãy trái mọc đầu cành, cho tôi ngắm chút màu xanh đỡ lòng. Thả giấc ý a thả rêu, ý a thu chiều lại sớm, ý a chợt nghe hương đường gió đông. Ngò xuân chờ lê bia bên lòng chờ hoa. Thả dòng bia thả phương, thả lên bia thả lồng, thả mộng ngoài đường. Vàng sao trắng nắng ia lại thương bỏ công. Thả giống ia thả rêu, ia lêu bêu khắp chợ, ia chợ phường chợ phố xôn xao, chợ thành chợ bến ra vào tay không. Thả giống ý à thả rêu, ý à lại chiều cô đồng, ý à vườn ai trai mọc đầu cành, cho tôi ngắm chút màu xanh đỡ lòng. Thả giống ý à thả rêu, ý à thôi chiều lại sớm, ý a chợt nghe hương đường gió đông, ngò xuân chợ tê ý a bên lòng chợ hoa. Thả giọng ý a thả dư, thả giọng ý a thả dư, thả giọng ý a thả dư, ý a thả dư. Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Bước lang thang cuối cùng. Đây là ca khúc được Nguyễn Văn Thành phổ từ bài thơ cùng tên trích trong thi tập Hoa Sương Rồng của nhà thơ Trần Minh Hải, vốn là một cựu sĩ quan cảnh sát, xuất thân khóa 1 biên tập viên Học viện Cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo bước chân của người nhạc sĩ Nguyễn Văn Thành, tháng 7 năm 1980, mấy anh em Nguyễn Văn Thành được đến định cư tại Virginia, Hoa Kỳ. Không bỏ phí thời gian, anh đã ghi danh theo học tại Nova Annadale và sau đó tốt nghiệp kỹ sư tại Atlanta, tiểu bang Georgia. Thưa quý vị, thời sinh viên ở Nova Annadale, Nguyễn Văn Thành tích cực trong các hoạt động sinh viên và cộng đồng, thành lập Hội Sinh viên Việt Nam đầu tiên ở Nova, tổ chức và tham gia các chương trình giúp đồng bào ở các trại tị nạn, cũng như đồng bào mới đến định cư ở Hoa Kỳ. Và thời theo học ở Georgia Tech, tiếp tục hoạt động tích cực giúp các sinh viên và cộng đồng Atlanta, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Georgia Tech tổ chức thành công hội chợ Tết đầu tiên cho cộng đồng người Việt tại Atlanta, tổ chức chương trình văn nghệ lưu diễn, sinh viên học sinh hát cho quê hương với chủ đề Tuổi trẻ,
những biến chuyển và tâm trạng. Chương trình văn nghệ sinh viên này, ngoài hai lần trình diễn ở Atlanta, đã đi lưu diễn ở một số các tiểu bang miền Đông Hoa Kỳ, trong đó có North Carolina, Louisiana, Washington DC, vân vân. Bàn tay anh.
ca khúc Bàn Tay Anh, Bàn Tay Em mà quý vị vừa nghe là một thi phẩm của nhà thơ Nguyễn Thị Thanh Dương, đã được Nguyễn Văn Thành phổ nhạc và trình bày. Sau khi ra trường, lập gia đình năm 1988 và làm việc ở tiểu bang Alabama cho đến nay, chủ trương không về Việt Nam vì bất cứ lý do gì khi Cộng sản vẫn còn cầm quyền. Cảm hứng thôi thúc viết nhạc đấu tranh ngay từ những ngày đầu đến Hoa Kỳ, và từ đó đến nay luôn hát những bài hát tự viết khi có dịp để nhắc nhở và nuôi dưỡng tinh thần đấu tranh cho chính mình và mọi người. Năm 2000, thực hiện trang web ca khúc Nguyễn Văn Thành và sau đó đổi tên thành Dân Chủ Ca cho đến bây giờ. Trang Dân Chủ Ca hiện có 269 ca khúc, bao gồm 35 ca khúc thân hữu, 121 ca khúc phổ thơ và 115 ca khúc Nguyễn Văn Thành. Chương trình của chúng ta hôm nay chỉ giới thiệu đến quý thính giả một số nhạc phẩm tiêu biểu. Còn như muốn nghe thêm, mời quý vị vào trang dancuca.org, đó cũng là một cách ủng hộ tinh thần cho anh. Thưa quý vị, ca nhạc sĩ Nguyễn Văn Thành là một người còn trẻ, đó là so với những ai đã từng cầm súng bảo vệ quê hương. Chứ bây giờ thì anh cũng đã qua cái tuổi tri thiên mệnh rồi. Tuy tháng năm chồng chất mà nhiệt huyết chưa bao giờ giảm sút, lý tưởng về quê hương dân tộc vẫn ngùn ngụt cháy trong anh. Thông thường, với một người ở vào cái tầng lớp và lứa tuổi như Nguyễn Văn Thành, học hành đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm vững chắc trên quê hương thứ hai, cuộc sống sung túc trong một mái ấm gia đình, không mấy người còn nghĩ đến chuyện vác ngà voi như Nguyễn Văn Thành. Và nhất là nếu không có được một người phối ngẫu cùng chung quan điểm, thì cũng rất là khó khăn cho anh để thực hiện hoài bão của mình. Cái hoài bão mang lời ca tiếng hát động viên cổ vũ người dân khốn khó dưới ách độc tài đảng trị hãy đứng lên giành lại non sông. Ta chẳng thua cuộc chiến dẫu tàn, trái tim vẫn dựng sáng nâu cơ. Hồn thiêng sông núi đang réo gọi, hồn thiêng sông núi đang réo gọi. Muôn dân đang khắc khoải đợi chờ. Những khúc nhạc hào hùng, những lời thơ chính khí như tiếng kèn thúc quân rộn ràng lòng chiến sĩ. Những khúc nhạc hào hùng, những lời thơ chính khí như tiếng kèn thúc quân rộn ràng lòng chiến sĩ. Hãy đứng lên giành lại non sông, hãy đứng lên con cháu lạc hồng. Dẫu có phải nằm gai nêm mật, dẫu xác thân này có bụi lập biển đông. Hồ Mã Tê Bắc Phong, Hồ Mã Tê Bắc Phong, Việt điệu sao Nam Chi, loài chim nhỏ còn nhớ về tổ ấm. Ta lẽ nào an phận trong kiếp lưu vong. Quý vị đang thưởng thức ca khúc Cuộc Chiến Dẫu Tàn, được Nguyễn Văn Thành phổ từ một thi phẩm cùng tên của Dương Thượng Trúc.
cuộc chiến dẫu tàn, ta chẳng thua cuộc chiến dẫu tàn, trong tim vẫn rực sáng mâu cơ. Hồn thiêng sông núi đang reo gọi, hồn thiêng sông núi đang reo gọi, muôn dân đang khắc khoải đợi chờ. Những khúc nhạc hào hùng, những lời thơ chính khí, như tiếng kèn thúc quân rộn ràng lòng chiến sĩ. Những khúc nhạc hào hùng, những lời thơ chính khí, như tiếng kèn thúc quân rộn ràng lòng chiến sĩ. Hãy đứng lên giành lại non sông, hãy đứng lên con cháu là không, dẫu có phải nằm gai nếm mật, dẫu xác thân này có vùi lấp biển đông. Hồ Mã Tê Bắc Phong, Hồ Mã Tê Bắc Phong, biết yêu sao làm chi, loài chim nhỏ còn nhớ về tổ ấm, ta lẽ nào an phận trong kiếp lưu vong. Hồ Mã Tê Bắc Phong, Hồ Mã Tê Bắc Phong, biết yêu sao nam chi, loài chim nhỏ còn nhớ về tổ ấm, ta lẽ nào an phận trong kiếp lưu vong. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta thực hiện chương trình tác giả và tác phẩm này như một cách biểu tỏ lòng cảm phục cùng sự tri ân trước bầu nhiệt huyết và lý tưởng của ca nhạc sĩ Nguyễn Văn Thành, cũng như của những nhà thơ đã gióng lên tiếng nói thay cho mấy chục triệu đồng bào đang bị đè đầu cởi cổ bởi một thể chế vong bản vô luân hiện nay. Chúng ta cũng tin rằng hồn thiêng sông núi sẽ hun đúc thêm những người trẻ kiên cường như Nguyễn Văn Thành, Việt Khang, những Ý Nga, Ngô Minh Hằng, Huỳnh Thục Vi, Nguyễn Phương Nguyên, vân vân, và còn nhiều, nhiều nữa để tiếp nối con đường đấu tranh cho đến khi nào quê hương Việt Nam được thật sự độc lập và dân tộc Việt Nam được hoàn toàn tự do. Cái tâm nguyện của những người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa ấy khiến cho chúng ta thầm ngưỡng mộ, như Nguyễn Văn Thành kiên quyết không về Việt Nam nếu như còn sự cai trị của những kẻ vong bản bán nước, dù nỗi nhớ thương quê hương luôn cháy bỏng trong lòng. Do đó, anh đã phổ bài thơ Xuân ơi, xuân về chưa của nữ thi sĩ Ngô Minh Hằng, một nhà thơ đấu tranh nổi tiếng với những thi phẩm làm rỉ máu tâm hồn người đọc. Bao giờ đàn chim Việt bay về tổ ấm xưa, tìm mảnh đời đã mất, xuân ơi, xuân về chưa. Thi phẩm Xuân ơi, xuân về chưa của nhà thơ Ngô Minh Hằng được Nguyễn Văn Thành phổ nhạc và trình bày cũng sẽ kết thúc chương trình tác giả và tác phẩm của chúng ta hôm nay tại đây. Thưa quý vị, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa thì năm cũ sẽ qua đi. Trước thềm năm mới, Huy Tâm xin kính gửi đến toàn thể quý vị thính giả lời cầu chúc tốt đẹp nhất, và chúng ta cùng thành tâm khấn nguyện hồn thiêng sông núi để đồng bào trong nước sớm có được cuộc sống an lành, no cơm ấm áo, và nhất là Tổ quốc Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn trước âm mưu đen tối của những kẻ bán nước hại dân. Đến đây, Huy Tâm xin nói lời tạm biệt và hẹn gặp lại trong kỳ phát thanh sau. Trân trọng, kính chào.
mãi thắm nở. Phạt xuân về đây không, quê hương ơi cắm trở. Bao xuân rồi nhớ mong, hàm mấy năm lưu lạc. Xuân về chưa, xuân ơi, nhìn theo chòm mây bạc hồn đông đa. Quê ơi thương nhớ lắm, nhưng mùa xuân ngập ngà. Du xuân nghèo tao loạn, nhưng tình xuân thiết tha. Quê nhớ lắm, mừng xuân ai yên tiệc, riêng ta con mãi miết đợi mùa xuân hài hòa. Đợi hoài sao chưa thấy, chỉ thấy mình đơn côi, thấy cờ vàng vây gọi đàn con yêu bên trời. Xuân về chưa, xuân quê ơi bao giờ mùa xuân được hồi sinh. Quê ơi bao giờ nhỉ người cho nhau ân tình. Bao giờ đàn chim Việt bay về tổ ấm xưa, tìm mầm đời đã mất. Xuân ơi xuân về chưa. Xuân ơi, xuân về chưa?